Thông tin về việc hoàn tất đàm phán TPP tiếp tục thổi một luồng gió mới vào tiến trình hội nhập của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Đối với những người trẻ, hội nhập mở ra một cơ hội cho một thị trường rộng lớn hơn, nhiều cánh cửa tiến thân lập nghiệp hơn. Tuy nhiên, bài toán cạnh tranh là điều mà những người trẻ tuổi không thể không cân nhắc. Như vậy, ngoài ý chí, giới trẻ cần phải chuẩn bị những gì để lập nghiệp? Họ ý thức được bản thân mình như thế nào trong guồng máy kinh tế phát triển không ngừng? Chúng tôi đã có một số ghi nhận ngay sau đây. Thưa quý vị, đã qua rồi cái thời các bạn trẻ chỉ biết ăn học và ra trường thì kiếm một công việc làm ổn định. Giới trẻ ngày nay đã biết lo nghĩ hơn cho sự nghiệp của mình. Thậm chí có những bạn ngay từ khi ngồi trên ghế giảng đường đã có những dự án kinh doanh riêng cho mình. Đối với những nhân tố này, họ biết rất rõ họ cần phải làm gì, cần phải chuẩn bị những gì để chăm lo cho bước đường sự nghiệp sắp tới. Một sinh viên mới ra trường muốn khởi nghiệp được hoàn hảo thì yêu cầu đầu tiên của họ là họ phải có được một ý tưởng khác biệt so với những người khác. Và với những ý tưởng đó thì họ phải có một cái lập trình, một cái quá trình đi, một cái hướng đi làm sao để mà thu hút được cái nguồn vốn để mà đầu tư cho chính họ. Và cái điều quan trọng thứ ba khi mà tôi thấy ở một cái ý tưởng khởi nghiệp đó là cái tính thanh khoản. Khi mà bạn nghĩ rằng là ý tưởng đó lớn lao, một cái sáng tạo nhưng mà cái ý tưởng đó nó không thực tế hiện tại thì bạn đừng nên suy nghĩ nhiều. Cái ý tưởng của bạn nó cũng phải phù hợp làm sao để mà bạn có thể sử dụng đầu tư, có thể là hoàn lại cái tiền vốn đầu tư ban đầu của bạn. Quan trọng nhất là mình phải sở hữu một cái kiến thức nền tảng thật là vững chắc. Ngoài sau đó là mình cần sự hỗ trợ những kỹ năng mềm và những cái mối quan hệ rất là tốt để mình tạo được một cái team thật là tốt để mình có thể cùng nhau bổ trợ những cái điểm yếu cho nhau và cũng như là cùng nhau giám sát lẫn nhau để có thể làm việc được tốt nhất. Và ngoài ra em nghĩ là để làm nghiệp thành công cần một chút xíu yếu tố của sự may mắn và hợp thời nữa. Khi mà bạn phải khởi nghiệp á thì bạn phải trong đội của mình á phải có 3 người. Thứ nhất á là người phải có cái kỹ năng chuyên môn cũng như là cái sở trường trong cái lĩnh vực mà bạn muốn khởi nghiệp. Thứ hai á là người phải có máu kinh doanh. Và cuối cùng đó là con người cuối cùng ở trong đội là phải có kỹ năng cũng như là khả năng xây dựng mối quan hệ. Khi khởi nghiệp bạn cũng phải chú ý đến cả cái tỷ lệ thất bại của bạn. Nếu mà bạn nghĩ rằng là cái ý tưởng bạn khởi nghiệp nhưng mà bạn không chú ý rằng là bạn thất bại, để rồi khi mà bạn kết thúc cái việc khởi nghiệp đó mà bạn không thu lại được cái gì cả, ngay cả về vốn ban đầu thì bạn sẽ không thể nào mà tiếp tục những cái ý tưởng khởi nghiệp sau này của bạn được nữa. Tuy nhiên, các bạn trẻ tại Việt Nam biết khởi nghiệp thì tại Singapore, Thái Lan hay là Indonesia, các bạn trẻ tại những quốc gia này cũng có một cái cộng đồng khởi nghiệp sôi động không kém. Thậm chí là hệ sinh thái khởi nghiệp ở những quốc gia này còn diễn ra mạnh mẽ và chặt chẽ hơn. Các bạn sinh viên, thanh niên Việt Nam cần phải làm gì để giữ được lợi thế cạnh tranh và đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay? Để cạnh tranh chúng ta phải tạo ra điều khác biệt và đó là điều quan trọng nhất mà em nghĩ. Thì cái sự khác biệt của người Việt Nam em nghĩ thứ nhất đó chính là chúng ta thì là kiểu con người phương Đông thì chúng ta là đôi khi là sợ làm việc nhóm thế này nọ. Nhưng mà em nghĩ rằng cái kiến thức con người Việt Nam mình rất là vững vàng và cái ý chí, cái nền tảng rất là to lớn. Vì thế em nghĩ đó là những yếu tố tạo ra sự khác biệt của con người Việt Nam, chúng ta không bao giờ từ bỏ. Tháng tới mình sẽ phải cạnh tranh với những nước mới từ cái khối MTV và Việt Nam thì cái quan trọng nhất của việc của mình là mình phải xem rằng là dự án của mình có đáng để mà người khác có thể thu hút được mình hay không, và dự án của mình nó sẽ hơn ở những dự án ở những nước khác ở mặt nào về cái việc khởi nghiệp của mình. Ví dụ như là khi mà mình khởi nghiệp thì mình sẽ thấy rõ là mình thua thiệt cho người ta về ý chí, về con đường, về cái việc làm công việc làm việc nhóm của Việt Nam mình yếu kém cả về ngôn ngữ nữa. Cũng giống như là một trong những con thuyền ra biển lớn thì đó vừa là một lợi thế nhưng mà vừa là một cái điều rất là làm cho rất nhiều người vẫn rất là lo sợ. Em nghĩ là để lập nghiệp trong cái môi trường mà rộng mở như thế này thì đó là một cơ hội rất là lớn, tại vì chúng ta có thể có các nước ngoài có thể nhập hàng vào chúng ta với thuế suất là 0% thì chúng ta cũng có những cơ hội như vậy. Việt Nam đã ký hiệp định TPP thì có rất nhiều cái tác động từ quốc tế cũng như là cái sự nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam để hòa nhập vào nó, nên có rất nhiều rào cản mà các bạn sinh viên và đặc biệt là những bạn mong muốn khởi nghiệp cần phải luôn trau dồi và thật sự nỗ lực hết mình để có thể xây dựng được một cái sự nghiệp khởi nghiệp của mình. Khi mà mình muốn cạnh tranh với những nước khác thì việc đầu tiên của mình là mình sẽ biết rõ là thế mạnh của mình là gì và mình phát triển thế mạnh đấy. Ở Việt Nam mình theo tôi thì thế mạnh Việt Nam của mình là nông nghiệp. Vậy thì lâu nay của Việt Nam mình khi mà những kỹ sư ra trường của chúng tôi khi mà ra trường thì chúng tôi đã bỏ qua cái mảng mà làm sao để mà phát triển cái nông nghiệp này để mà cạnh tranh được với những nước khác. Gạo của chúng tôi của Việt Nam mình khi ra nước ngoài thì cũng thua kém nước ngoài, tại vì chúng ta chỉ sản xuất về hàng thô mà thôi. Vậy thì cái quan trọng nhất của việc chúng ta khi mà muốn cạnh tranh nước ngoài đó, chúng ta sẽ phát triển những cái mặt lợi của chúng ta bây giờ đến một cái tầm cao mà để chúng ta có thể đối chọi với nước ngoài, ít nhất là về những cái mặt hàng nông nghiệp. Bên cạnh ý chí khởi nghiệp thì ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, các bạn trẻ đã có rất nhiều trăn trở. Đối với sự nghiệp lập nghiệp của các bạn thì điều mà các bạn cần nhất hiện nay chính là tiền, tri thức và sự hỗ trợ. Điều mà tôi luôn trăn trở đó là thật sự thì chưa có một cái môn hoặc là một cái trường lớp nào có thể đào tạo được chuyên sâu cũng như là cho tất cả các bạn sinh viên ở Việt Nam có được một cái kiến thức vững vàng về cái vấn đề khởi nghiệp cũng như là hỗ trợ một các bạn một cách sâu sát về vấn đề khởi nghiệp hiện nay. Đối với em nghĩ đó là một cái bàn đạp ổn định, tại vì nhiều khi là các bạn tốt nghiệp xong đại học rồi thì cái sự giống như là các công ty thì lo lắng về cái chất lượng của sinh viên có ổn định hay không, rồi bản thân sinh viên thì loay hoay trong công cuộc tìm kiếm chính cái mà mình cần phải làm. Em nghĩ cái sự định hướng cần phải rõ ràng hơn từ cho các bạn từ những tuổi nhỏ cấp 2, cấp 3 cho tới đại học, sự định hướng phải rõ ràng hơn và cái bàn đạp để cho sinh viên có thể là bước vào môi trường thì cần sự chuẩn bị tốt hơn từ các trường đại học. Thật sự thì ý tưởng của Việt Nam không thua kém gì với ý tưởng của các bạn bè quốc tế, nhưng các bạn không được sự hỗ trợ và về tài chính cũng như là cái nguồn kinh phí để mình đi thực hiện cháy hết mình và làm cho nó đến cuối cùng để thành công. Cái thực tế của sinh viên Việt Nam khi mà thua kém với sinh viên nước ngoài đó là môi trường thực hành của chúng tôi rất là tệ. Đồ án của chúng tôi so với những nước khác thì chúng tôi chỉ dừng lại mặt là khảo sát được cái tính lý thuyết của những cái vấn đề đó là có xác thực hay không. Cái việc mà chúng ta muốn đầu tư bây giờ là chúng ta hãy đầu tư làm sao để mà chính chúng tôi là những người mà của đất nước hiện tại chúng tôi có thể được ứng dụng nhiều hơn, chúng tôi có thể được có cơ hội để chúng tôi được thử nghiệm nhiều hơn về chính đất nước chúng tôi. Hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam đã manh nha hình thành từ cách đây nhiều năm và bắt đầu đẩy nhanh tiến độ từ năm ngoái khi mà có rất nhiều kênh hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ cho những dự án mới. Thậm chí là chính phủ và các cơ quan ban ngành cũng đã có rất nhiều cơ chế khuyến khích người trẻ có thêm những ý tưởng khởi nghiệp. Tuy nhiên với TPP và AEC đang sát cạnh, vấn đề là các bạn trẻ sẽ đối diện với những con sóng dữ như thế nào khi vươn ra biển lớn. Những ý kiến vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Vấn đề trong tuần. Ngay sau đây xin mời quý vị trải nghiệm Ngày hội tiếng Anh quy mô lớn English Camp 2015 tại thành phố